Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của Phạm Tâm Channel ha. Ngày hôm nay mình có mua cái bánh kem nhỏ mà tôi sinh nhật cho cái lớn mình nghe các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng với mình cùng ăn bánh kem với cả nhà mình nghe các bạn ơi. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Rồi thì hỏi. Rồi ước gì chắp tay lên nhắm mắt lại ước coi. Dạ. Ước nằm trong mình. Rồi chuẩn bị cắt con kem nha. Rồi, bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái bữa cơm gia đình của mình ngày hôm nay các bạn. Mời tất cả các bạn nhé. Trời ơi. Rồi đây cũng đơn giản lắm các bạn ơi, chân gà nướng tôm luộc với cái lẩu gà nhẹ nhẹ của bà Tám nha các bạn. Gà của bà Tám nè, bà Tám nấu nè. Mình mời tất cả các bạn nghe con tôm của mình nha các bạn ơi. Ê, để bà nói chuyện nhóc mình lại với các bạn. Mày làm nhớ, mày ăn hết rồi tới bà đi làm luôn. Đó, đang cho bao biết ăn tới đi làm á. Có khổ không hả? Mẹ nói vậy cái mời tới bữa mời đi lại xin vô đang đó được tình đỡ cũng tiền đó. Ừ, luôn á, khỏi vô rồi. Có đứa nào lên gì nghe chơi không? Con còn. Ừ, người ta lên còn được tiêu. Tiêu mọi người cho cái gian đi. Rồi, mình cũng xin tạm dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.